Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một bộ trường kỷ nha cô chú anh chị mình ha. Đồ này thì em bao cho cô chú anh chị mình luôn. Thứ nhất là đồ bằng chắc đó, nguyên cái bộ này là chắc hết trơn nha cô chú anh chị mình ha, toàn bộ là chắc. Thứ hai nữa đó là em bao cho cô chú anh chị mình luôn, đồ này là đồ tàu chuẩn xưa nha. Đó, đồ này em bao cho cô chú anh chị mình có thể lên tới 95 năm nha. Đã bao hàng cho cô chú anh chị mình luôn là tới 95 năm đó trở lên nha, rất là chuẩn đồ nha cô chú anh chị mình ha. Với đồ đồng, với đồ gốm, với em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đây là mã số 1D đầu tiên, đó chính là một bộ lư. Đó, đồ này thì được vài chục năm tuổi thôi, cao của nó luôn là 47. Đó, lư tròn, đưa bề ngang nó luôn là 3,5 tấc, nguyên si là lặn bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cặp chân đèn của nó luôn là 3,5 kg. Bộ lư này nữa thì cũng khoảng tầm khoảng 8 kg nha cô chú anh chị mình ha. Nguyên bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 2, chiều cao 1,3 tấc, liền lạc là lặn bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn, sông trầm. Đó, đồ này thì bao đánh bóng và bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn, giá là 1.100.000 bao ship bao đánh bóng toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 3, chiều cao luôn là 1,7 tấc, sông trầm. Đó, đường kính miệng của nó luôn là 10 phân. Đây, liền lạc là lặn bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, bao đánh bóng luôn, giá là 1.000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 4, đường kính là 2,5 tấc, liền lạc là lặn bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cân giá chất liệu bằng đồng, bên đây thì nó cũng lỗ một lỗ nhẹ nha. Đó, đây cái cân này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số là 5, một cây cân inox Hội Sơn dài 80, cân được 150 kg, cân đòn. Cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, có giá là 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 6, chiều dài là 3,3 tấc, bề ngang của nó luôn là 2 tấc. Đó, một bộ tách trà rất là đẹp luôn nha. Đó, đồ này đồ tàu xưa. Đó, cái tích là Khương Tử Nha câu cá 6 ly một bình. Bình này được khoảng cỡ 1 lít nước trở lại. Đó, đường kính miệng 5 phân, chiều cao là 4 phân. Đó, bộ này thì liền lạc là lặn bao đẹp của anh chị mình luôn. Đó, giá là 1.200.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 7, 2, 4, 6, 8, 10 cái dĩa. Đó, lộn xộn nha, Nhật có, châu Âu có, Việt Nam có luôn. Đường kính là 1,8 tấc, 10 cái này thì giá 500 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, mã số 8, đường kính là 1,5 tấc, 10 cái luôn, bông đào. Đó, thập niên 90, nguyên si là lặn bao đẹp. Đó, giá là 400 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 9, đường kính là 2,2 tấc, cặp tô tàu xưa, tàu kiểu nha, liền lạc là lặn luôn, bao đẹp chú anh chị mình luôn nha. Đó, một cặp. Đây, cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, có giá là 2.200.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha, 2.200.000. Mã số 10, chiều cao 43, đường kính miệng 1,5 tấc, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 64. Đây, cặp này thì nguyên si là lặn bao đẹp chú anh chị mình luôn nha, qua văn họa tiết dẻ tay. Đó, không chê được chỗ nào hết. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước, có giá là 3.900.000 một cặp bao ship toàn quốc thập niên 90 nha. Đây, tới cặp chóe. Đó, chiều cao của nó luôn là 60, đường kính miệng 2 tấc, hoành bụng này lớn nhất của nó luôn là 106. Đó, hoa văn họa tiết rất là đẹp cho cô chú anh chị mình ha, 4.000.000 một cặp bao ship toàn quốc nha. Mua lẻ thì 2.000.000 một cái. Đây, mã số 12D Cửu Long. Cặp Cửu Long này cũng rất là đẹp, liền lạc lành lặn. Hàng này thì em bao là đồ nguyên nha cô chú chị mình ha. Cao 60, đường kính miệng 1,9 tấc, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 107, nguyên si là lặn bao đẹp cho cô chú chị mình luôn. Cặp này thì em giao lưu với cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước, mã số 12D. Đó, cũng giá là 4.000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 13, màu vàng hoàng đế nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao 60, đường kính miệng 2 tấc, hoành bụng lớn nhất này của nó luôn là 93.
nguyên si là lặn bao đẹp cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, mã số 13D. Cặp này cũng giá là 4 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha, đồng giá tiền. Đó, tới những cặp bình lớn nha. Chiều cao là 95. Đó, đường kính miệng là 3 tấc. Đây, hoành bụng này lớn nhất của nó luôn, thử rồi nha. Hoành bụng này lớn nhất của nó luôn là 110. Đó, nguyên si là lặn tàu xưa, hoa văn quả tiết dẻ tay. Hàng này của tàu xưa nha, rất là nặng cho quý anh chị mình ha. Đó, thập niên 90. Cặp này giá 7 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. 7 triệu bao phí ship. Mã số 15. Chiều cao là cũng là 95 luôn, nguyên si là lặn nha. Đó, đường kính miệng 3 tấc, hoành bụng là 1m10. Cặp này cũng giá là 7 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Đó, đây, bao đẹp cho anh chị mình luôn nha. Mã số 16 đó chính là một bộ trường kỷ gỗ trắc. Đó, để em đo bây giờ là em đo tổng thể những cái trụ của nó đi ha. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em ở đây nha. Đây là một tấc nè. Đó, trụ này là một tấc, chân rất là lớn nha. Đầu lăng chân cá rất là lớn luôn. Đó, gỗ chắc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cái này là em chưa quýnh mặt ni còn bụi bặm luôn. Hàng này đục tay luôn nè cô chú anh chị mình ha. Đó, còn bụi bặm phía trong luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Còn trụ này là một tấc 2. Đó, trụ này là một tấc 2 nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chắc hết. Đó, rất là đẹp luôn. Chạm bông mai qua văn quả tiết của chú anh chị mình nhìn từng nét chi tiết một nha. Đó, quay cho gõ cho chú anh chị mình thấy. Dách này cũng như vậy luôn nè. Đó, chú anh chị mình xem nè. Đó, chú anh chị mình xem sơ một vòng đi rồi em sẽ quay gõ cái chi tiết cho chú anh chị mình ha. Dách này dách sao chắc hết. Đó, rất là đẹp, liền lạc, lành lặn hết nha. Đó, tất cả đều là xài mộng hết. Chúng em chưa phá mộng luôn nha chú anh chị mình ha. Vẫn còn xài mộng luôn, đá là đá zin 100% của nó luôn nha. Đó, dìm này cũng như vậy luôn, cô chú chị mình xem gì. Cái dàn dìm và cái dàn chân nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, không chê được chỗ nào, em quay độ sáng rất là cao. Đây, từng cái đố là cô chú chị mình thấy nè. Là từng cái mộng luôn nha. Đó, đây, đố này là dày là 3,5 phân. Đó, để em đo chiều dài nha. Tổng thể chiều dài là 1m86 phủ bì. Lọt lòng là 1m72. Đó, một con số rất là đẹp nha. Chiều sâu vô phủ bì 6,5 tấc, lọt lòng là 59. Đó, cũng như mình xem giùm em là lọt lòng là 59 nha. Đây, xài mộng hết, những cái dìm này nè, cũng như vậy mình thấy là ngày xưa toàn là xài mộng không à. Đó, cái hàng này xuống đây nó cũng là mộng luôn. Dìm này qua bên đây nó cũng là điều mộng luôn nha, cũng như mình ha. Chân cũng là xài mộng luôn, toàn là mộng không. Đó, rồi bây giờ em sẽ đo cái bàn. Đó, tổng thể cái mặt bàn đi ha. Đây, mặt bàn này dài là 1m37. Bề ngang của mặt bàn này á là 55. Cái độ cao á, đây, để em ngồi như vậy, rất là cương xứng nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. 89. Đó, cô chú chị này là em ngồi nè, ngồi thoải mái vô tư. Đó, cái dìm bàn này nguyên một tấm nha. Cái này để coi, thấy coi, 3 phân. Đó, còn cái dìm ghế này á cũng là gần 3,5 phân nha cô chú chị mình ha. Đó, dìm này cô chú chị mình khỏi lo, rất là đẹp. Chạm chỗ là tay không nha, dìm này liền chắc hết. Đó, nói chung là không có bị mối mọt ăn bất cứ chỗ nào hết, nguyên si lành lặn 100%, không có mối mọt ăn luôn nha cô chú chị mình ha. Đồ này thì em bao cho cô chú chị mình luôn tới phải cỡ 95 năm trở lên. Dưới 95 năm em tặng bộ này cho cô chú chị mình làm kỷ niệm với em luôn nha. Giá là 35 triệu bao phí ship 1000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn. Đó, cô chú anh chị mình trong thời gian qua đúng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em bộ ghế chắc này nha, bao đẹp luôn. Đó, rất là đơn giản, quên em xin lỗi. Đó, đây, qua đây, qua đây, cô chú anh chị mình xem giùm em chỗ này nha. Nó hơi bị gân tóc nhẹ thôi, mình quay á thì nếu mà nhìn sơ mình không bao giờ mình thấy mình biết nha. Đó, nhưng mà cái miếng đá này là đá zin. Đó, mình thay vẫn được luôn nhưng mà nó zin của nó luôn. Đó, có nó chỉ có lỗi nhẹ đây thôi. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em. Còn tất cả đều là nguyên si là lặn hết, không có bị mối mọt nha. Đó, cái góc bên đó thôi, góc trong. Đó, đây, rồi qua đây. Đây tới bộ liễn 4 tấm. Cổ đồ. Mã số 17D.
chiều cao là 1m99. Đó, chiều cao là 1m99 nha cô chú chị mình ha. Bề ngang là 3 tấc. Giày là 2 phân rưỡi. 4 tấm nha cô chú chị mình ha. Đó, tùng cúc trúc mai hoặc là mai lan cúc trúc. Cổ đồ cả ngóc rất là đẹp luôn, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đồ này khoảng có vài chục năm thôi nha cô chú chị mình ha. Đó, bộ này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, bộ liễn này. Đó, có giá là 15.500.000 bao phí ship cho cô chú chị mình luôn, 1.000 cây số. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.